Đấy, may hai con của bố chưa? Để con rất nè thanh khôn đấy chưa? Kéo tiền này không thì nhà mình mất 50 triệu thì cái toi. Cái thằng Kiên này là cái thằng ngu thôi, lúc đưa tiền thật thì không đưa tiền thật thì không nhằm xem xong là gì trong đi đá gì ở gì thế nào đó. May con Dương thằng Quang là như mô nên là nó sẽ áo lượng không thì nhà mình mà này mất 500 triệu. Rất tuyệt vời hai con của bố. Cái thằng Kiên này là ngu thôi, không cái gì khôn cái gì. Không tí nhà tao hôm nay thì mất 500 triệu mày nhá. Mày không kiểm tra tiền thì mày thấy đếm mới bỏ túi cho mày đi ra ngoài. Như người ta này thằng này khôn ra là phải kiểm tra sách tiền luôn. Mày ra lúc đếm tiền thì tiền thật rõ ràng mà bây giờ mày đòi kiểu gì thì gia đình người ta mày không thể đòi được. Nói cái thằng người kia thì biết mày đòi kiểu gì không có được lúc đếm tiền thật rõ ràng. Còn mày không kiểm tra mày đi đâu ra ngoài thì mày chẳng qua mày đi ra ngoài đi ra. Do mày đi ra ngoài nhà hai con tao nó là thông minh đấy. Nó không thông minh thế thì nhà tao mất 50 triệu để cho mày. Ồ đấy, hai đứa này ngoan thế. Bảo nó không đúng là đẻ lên được kia này kia cho xong. Đấy, được. Nhưng mà cái gì, không biết cái gì cả. Tiền này là thằng kia này đã kéo rồi. Thằng kia với thằng Mạnh rồi, với anh em nó rồi. Cái thằng quen con thư này tại tiền thật như này. Nó tại tiền thật, cái túi tiền thật như đây. Đúng rồi, đây tiền thật đây. Ôi bố ơi, Phan. Bố ơi, bố đang bảo nè, khi mày nè, để tiền thằng Kiên. Thằng Kiên này nè, nó về, anh em nó, thằng quen về. Thì nè, thằng Kiên nè, kéo tiền con này. Anh Kiên trả tiền gì bố bây giờ? Anh Kiên bảo là thằng quen về thì cứ trả tiền 1 tiếng đủ cho anh Kiên thôi. Không phải trả tiền thật bố. Bây giờ bố bảo chú Thư trả cho anh Kiên đi. Chứ làm như thế không được đâu. Con lúc nào con theo anh Kiên, con không minh gì chú Thư mày. Chú Thư mày rẻ mang tiền nhà mình 500 triệu để rẻ. Thằng Kiên không phải đâu, lúc con ở nhà anh Kiên về, anh Kiên bảo là chú Thư đưa tiền ông Hồ cho anh Kiên mà. Không phải tiền thật đâu. Đấy là thằng Quang với chú Thư chéo tiền đấy bố ạ. Con chẳng biết cái gì cả. Thằng quen nào về, chi thư mày về thì nè. Thằng kia phải dễ, thằng kia là anh em nó lừa. Nó biếm rẻ, nó lấn lại. Con không biết gì đâu. Bây giờ bố cứ binh chi thư, binh thằng Quang làm gì. Bây giờ nó là thằng Quang đấy, nó làm sai đấy. Con chẳng biết cái gì vậy. Con ngồi đây, bố nói chuyện thằng con hơn con đấy. Bố nói cho mày nhá, mày không binh chi thư mày. Thì mày bố mày đưa tiền cho chị mày đang đi rẻ đây. Bình gì bây giờ con thấy chú Thư làm như thế không đúng rồi. Đưa mày cho ông chị mày, mày không bênh đâu, mày đi bênh người ngoài kia mà nhìn chị mày đang đi tiền cho mày đi rẻ tiền nó đây. Mà chú Thư làm sai con bình cái gì? Đấy con bảo tiền nào chưa rẻ đây. Thấy chưa? Tôi không biết lúc nào anh chưa biết gì. Thằng Kiên này về anh em nó kéo đây này con này. Thế này. Lúc mày Kiên đem tiền về là tiền ông phủ thôi, không phải tiền thật đâu. Con không bênh chị Thư mày, mày ở với chị Thư mày. Gia đình nhà mình có vẻ bóng được thì con tao con đi. Bây giờ bố phải hỏi anh Kiên là tiền đấy tiền thật hay tiền âm phủ chứ. Bây giờ mình thằng Quang làm sao mà được. Con không thể biết được thằng Quang đi. Cái thư nhà mình kia là hai vợ chồng nó là rẻ tiền thật. Bố đưa tiền đây mà em rẻ tiền thật. Mà con nhìn đây rõ ràng thằng Quang cái thư kia rẻ tiền thật. Con không biết cái gì cả. Con biết đâu thằng Kiên này nè, mà anh em nó về là nó kéo tiền thôi để nó lật lại cái thư mày. Con hiểu chưa? Nó lật lại cái thư mày. Con không hiểu được sao mà anh Kiên dám làm như thế bố. Ôi ơi, con biết đâu thằng Kiên nó mưu mô lắm, anh em nhà nó mưu mô lắm chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Bố nhà bố cũng có sai lầm để cho chị phải đi kể để ép phải một người quay thì mới được. Cái này đưa ra là do thằng Kiên, con hiểu chưa? Từ nay con không được binh. Thằng Kiên con cứ đi chơi với thằng Kiên suốt cả ngày. Không phải là con binh nhưng mà con thấy anh Kiên lấy tiền ông thật, ông phù thật, không phải là tiền thật. Bây giờ bố mày ấy chứ, bố cứ binh thằng Quang làm gì? Bố không tin, bố đẻ ra mày những cái thư. Thế bây giờ bố hỏi mày cái thư là con của bố. Bố đưa tiền để mà đi đẻ thằng Kiên cho xong vui rồi. Bố rất biết là hai con bố rất là ngoan. Bố cũng
phải gì gì cả. Chị phải không lừa ai cái gì đâu cho con nhá. Bố mẹ hỏi chú Thư đi, hỏi chú Thư là chú Thư đưa tiền thật hay là tiền âm phủ. Chú Thư đưa tiền âm phủ mà. Làm gì mà đưa tiền thật cho anh Kiên như thế đâu, anh Kiên về nhà toàn tiền âm phủ thôi. Chờ bố xem video đầu cuối kìa. Không, con không biết được con cứ ra gì cơ. Con nhìn nói bố không tin con bố đầu cuối bố xem toàn tiền âm phủ thôi. Con nhìn tiền đây nè, tiền lúc chị Thư mình đi cắt quen đây con nhìn đây nha. Bố xong rồi. Tiền anh em nó phải lừa con ạ. Từ đây anh chứ lấy con tiền phụ mà chỉ có tiền thật đâu. Con không biết cái gì cả. Về để anh em nó lật để nó bắt tiền chứ thư mày. Mà anh Kiên không làm như thế, anh Kiên tính anh Kiên như nào em biết mà con biết mà. Con có hiểu được đâu, con không cần gì mày để cho em bắt tiền nhiều mình. Con cũng chẳng có ấy thật gì mình cũng đẹp Kiên Kiên. Lúc mà anh Kiên đi ra ngoài quán nó chiều một hỏi ấy, thì thằng Quan với lại chị Thư nó cháo tiền rồi bố ạ. Con chẳng biết cái gì cả, chị Thư phải đem tiền trả tiền thật à, do thằng Kiên này nó cháo thôi. Làm gì bây giờ bố cũng tin. Ấy toàn tiền ăn phủ mà làm gì có tiền thật đâu. Không thể nói ăn phủ được, bây giờ mày không quay chị mày bây giờ khờ không nghe. Thằng Kiên này mà đem nào. Thằng Kiên này nó đất lại để nó ăn vẹn thì gia đình nhà mình con không thể hiểu đâu. Mà anh Kiên tính anh Kiên như nào con phải biết chứ. Tính anh Kiên bây giờ mày có vẻ này anh Thư phải không? À, mà mày không bình thì Thư mày lúc chị phải trả tiền cho rõ ràng, bố nhìn thấy đây. À, trong video bây giờ mày về nó cắt hình như nó sửa sai đi, làm sao biết được nó bạn vẽ cái gì mình. Thì Thư làm sai như thế, làm sao không đi được. Thư, cái nào đúng con tin thôi Thư. Đấy, con biết đi chưa? Con nhìn anh em nó này, tiền dần dần này, cái bắt đầu làm rồi nó bắt giao dựa hàng họ để nó đi chạy để rồi nó sẽ ngày qua nó sẽ ngày mình đây, con nhìn đây. Anh Kiên tức mình cảm thấy anh Kiên nó đưa tiền ông phủ anh Kiên như thế anh Kiên lấy hàng. Con bảo tức gì, con bảo tức cái gì? Nhà đình nhà mình trả tiền rõ ràng rồi để cho em bấm rồi. Chị phải mang tiền đi để tiền chân của gia đình mình. Bố đi vay tiền đây. Bố đem đi ngân hàng có anh tiền để về bố đưa cho con Thư với thằng em cả. Con không thể về bên được. Bố không tin bây giờ bố cứ tin thằng Quang đấy này đấy con này con đi theo người nói này con theo với anh em một tin rồi lúc đấy con ở nhà anh Kiên con biết mà anh Kiên về nhà cái là toàn tiền ông phủ thôi không bố không tin bố con bố kiểu nào bố không tin bố mà tin ra được là anh em con kia này bố không tin được thằng này nó dở mặt để nó cháo đi con không biết được đâu. Rồi để nó vẽ ra đình mình. Giờ bố nghĩ anh Kiên là người xấu như thế làm sao mà được. Bố không suy nghĩ nè, thằng Kiên là thằng người xấu. Nó rõ ràng là nó cáo tiền. Bố không nghe một điều nào nhá. Còn mày muốn thì theo mày là tiền phải chết đâu bố. Giờ bố phải chịu biết mọi chuyện nó làm như nào chứ. Bố cứ nói với Kiên thằng Quang như thế. Thì đấy mày nhìn thằng Kiên này, thằng Kiên này nó chúi con cho con cái gì đây đấy anh em nói không đấy con nhìn giờ nó mang hàng đi để nó đến nhà quan rồi nó đi nó sắp thị ngoài đường làm sao mà biết được không ôi bố ạ tôi nhưng bố bảo chú Thư cứ lại thằng Quang trả tiền anh Kiên đi bây giờ anh Kiên với lại thằng Quang nó đưa tiền nó bù anh trả anh Kiên mà bố mà chàng bảo chú luôn chứ bố không thể lẻ đi lẻ được tiền bố đưa bố đi vay cái đèn về để lẻ cho nó xong đâu xui rồi đưa cho kíp mình với con thằng Quang mang đi rồi không phải là tiền nào mà tiền lẻ tiền thật anh em nó về nó kéo đấy nó để nó dựa vào thời cơ ấy nó quay xong để nó mèn giao ngân hàng đến để nó như thế kia của mình. Là bố cũng tin tí chị Thư về con nói chuyện với chị Thư. Mày về mày nói chuyện với chị mày tao không cần biết. Mày không lúc nào mày đi kiên cái gì. Là chị Thư đưa tiền nó mù và chán kiên thế con sẽ là hỏi chị Thư luôn. Mày đừng có mà hỏi chị Thư. Bố có một tiền lúc gì gì tiền bố vay nhà nước ngân hàng là bố đưa tiền cho rõ ràng rồi để cho ngân hàng. Anh em nó lừa đấy, không có gì nhá. Bố đưa tiền cho chị Thư, trả anh Kiên chắc chị Thư lấy số tiền đấy với thằng Quang đi chơi, đi đâu thôi. Bố
thôi thì đi thư về con hỏi thư luôn. Đấy mày về mày hỏi thư này. Tao không tin anh em mặt kia này. Tao có máy quay, tao quay mẹ để mang tao xem cái cam của nhà mình. Ôi trời, bố không tin thôi, con giải thích con hôn không? Không, giải thích cho thôi, tao không có chuyện này. Đấy, may nhá, nhà mẹ mày hai đứa rất giỏi. Con thư mình làm quen rất giỏi. Mẹ nó đang giao tiền, nhưng không thì tiền đối ra vào 500 triệu này mà gia đình nó. Mày như mày quen không như mày như mẹ 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 như mô cái hai cái con của bố cái nhà hai con của bố chứ không bây giờ là mày tiền ra để mà làm chuyện mà rẻ gia đình kia kia thôi về rồi rẻ rõ ràng rồi rẻ rồi không được biết con hai người đứa con của bố thế mới là được thì hai con để mang như này bố sẽ nèm ngồi đầu liên lan cho xong vui vẻ tất bây giờ tiền nè mày tiền lúc đặt cho bèn tiền thật rồi rõ ràng rồi không phải là tiền trong tủ còn á thằng kia mà nó anh em nó có đầu gỗ với chăng nữa nó có chéo tiền chăng nữa mà để nó mang hàng đến nhà tao hay nhà qua đó rồi mẹ mày tao nếp gò anh một chuyện như mẹ tiền thì phải cho mẹ tiền thật rõ ràng rồi không phải chuyện còn chéo hay không việc đến nhà đưa đi tiền cho bèn đi rồi có đến nhà tao hay nọ thì tao vào nhà tao tao khu tao quẻ chân bố léo kể anh em này nó anh em này trên đầu gấu tao nghệ nói từ chuyện